Mấy bạn ơi, bác sĩ thì thường hay cứu người đúng không? Nhưng mà cái bác sĩ ở chỗ nhà Thắng nó lạ lắm. Không những không cứu người mà còn là một tay sát thủ thực sự. Đây này mấy bạn nhìn mà coi đây này. Nhìn như thế này thì ai bảo là bác sĩ là một tay sắt như đấy. Móng vuốt dài như là vòng mút của con chó sói vậy. Nhưng mà người sói thì tốt bụng cơ mà, chứ có phải là xấu xa như ông này đâu. Nhìn cái quả mặt của ông đấy là đã biết ông đấy không phải là người tốt rồi. Là một tên sát nhân, mặt kiểu gì mà một lửa màu này, xong bắt đầu một lửa màu khác, và hai con mắt đỏ chót như thế này. Răng kiểu gì mà nhận hoắt như kiểu là móng tay, hay là móng tay của ông đấy mọc ngược lên thành răng. Thôi, nói chung ông đấy là sát thủ cầm rìu. Gặp cái bệnh nhân nào là ông đấy sẽ mổ rìu với cái bệnh nhân đó ngay tại chỗ. Bạn đã bị khóa ở trong bệnh viện bác sĩ ác, bây giờ phải đi tìm chìa khóa để mở cái cánh cửa exit này ra này anh em ơi. Chìa khóa có ở trong phòng không? Chắc không có rồi. Dại gì mà tên bác sĩ đấy lại để chìa khóa ở trong phòng này cho Thắng? Kiểu gì là cũng phải để bên dưới kia xem bắt đầu là có mấy cái con quái vật. Hãy tìm chìa khóa cho cánh cửa thoát hiểm ở đằng sau đây rồi. Nhìn thấy cánh cửa thoát hiểm rồi. Nhưng mà hay quá, có một bạn, bạn này không phải là bạn Solic thật đâu mà là bạn giả skin Solic đây. Cứ đứng đây làm gì, chắc là thoát game ra rồi nhưng mà vẫn đứng ở đây. Bị lang. Solic chạy nhanh đến đâu thì nhanh thì vẫn phải tìm chìa khóa để mở ra ở ngoài mà thôi. Xuống dưới này vẫn không thấy chìa khóa, đi xa như này thì nữa làm sao mà như đường quay trở lại nữa. Được rồi, lại ngẹo sang bên trái và vẫn chưa thấy chìa khóa ở chỗ nào anh em ơi. Chưa thấy chìa khóa ở chỗ nào? Hay là ta có thể đi xuyên qua cái chìa khóa đây, chìa khóa được đóng không, treo lên tường như là một bức ảnh luôn. Người ta giấu may ra ta còn không tìm được, chứ treo lên tường này không tìm được có mà bị mù à. Nhưng mà không lấy được nhỉ, hay là phải nhảy cao lên đúng không? Nhảy cao, kiểu gì ấy nhỉ? Đây này, nhảy cao lên, được rồi, đã lấy được cái chìa khóa. Ông bác sĩ đây thì mấy bạn chạy đến cửa thoát hiểm để thoát nhanh lên. Wow, mấy bạn ơi, ông đấy cao hơn cả Thắng và chân dài, chạy nhanh như thế này. Nhưng mà may quá ông ấy không cầm rìu. Chắc là ông ấy bắt được Thắng, chắc là chỉ sờ tắt nên cho Thắng hai phát thôi. Sao bắt đầu ông ấy thả xuống. Bác sĩ đào tẩu. Let go. Why? Cái gì mà đã gần đuổi kịp tới Thắng rồi. Bạn này chạy đi, bạn này chạy đi. Ui, bạn này không biết chạy à? Chạy đi. Được rồi, hay quá anh em ơi. Mình đã vào được trong cái nhà kho này rồi. Và ông bác sĩ cao như thế kia chắc là không đi vừa cái cánh cửa này đâu. Lên nào. Đúng luôn, nên là ông ấy không thể đuổi Thắng vô đây được. Sợ quá. Mình thì mình lại không có rìu. Mình mà có rìu thì mình quay trở lại mình solo luôn. Chứ tội gì mà chạy như này, hèn lắm. Đây chẳng qua là người ta không cho mình vũ khí thôi, nên là mình phải chạy đâu chứ. Mình làm sao mà đứng lại được, chẳng nhẽ hai cái tay không lại đấu với rìu. Mà ông ấy cũng tay không đấy chứ. Ông ấy tay không nhưng mà ông ấy có 10 cái băng vuốt sắc gọn như thế thì Thắng làm sao mà đỡ bạn. Cái gì thế, chưa gì vẫn nhảy xuống nước rồi. Có tiền đâu mà mua. Mà công nhận thực sự luôn, Roblox bán đồ rất là đắt luôn nhá. Chả bao giờ tặng Robux nhưng mà cứ bắt mua. Nhảy qua cái cột bên này, cột bên này đã xong bắt đầu nhảy sang bên này. Hay quá, tới đây gặp một bạn nữ rồi. Thắng rất thích chơi Roblox khi mà gặp rất là nhiều bạn bè. Cái gì thế, sao tự nhiên nhỏm xuống làm cái gì cái chỗ này. Độc việc nhảy sang bên này thế là sao, nhưng mà có được nhảy qua một cái thác nước này không? Nhảy qua thác nước này là không bị làm sao. Hay quá đây, sao này em ơi. Ui giời ơi, cái bạn nữ kia chơi cái gì cùi thực sự luôn. Có độc như thế thôi mà cũng rớt xuống cái chỗ nước thải lại. Ui, lên ngay. Ui anh em ơi, ở đây có một cái khẩu súng này là khẩu súng gì nhỉ? Bắn phát cho mình sẽ đi theo. Còn bên này là ván trượt nhưng mà hay là free sao nhỉ? Anh em ơi, không phải free đâu mà là mất tiền cái kia. Thôi. Mất tiền như thế thì chạy bộ thôi. Đi lên, đi ra khỏi cái căn hầm này. Rồi lại lên. Ủa, đây là trong nhà vệ sinh này, cái bồn cầu này. Công nhận là nhà vệ sinh trong bệnh viện nó sạch thực sự luôn. Mỗi tội là có ông bác sĩ sát nhân đó, cái kính bị vỡ này. Hay quá, cái bạn nữ này đã chạy đây đúng không? Bạn nữ này phân thân à? Ui, oh my god, vô hiệu hóa an ninh lỗ thông hơi trong quán cà phê để thoát khỏi trời. Ôi nhưng mà oh my god, cái ông bác sĩ kia đuổi Thắng. Ui, ông đấy thì làm sao mà trèo lên đây được. Bây giờ là ta phải vô hiệu hóa bảo mật lỗ thông hơi đây này. Lỗ thông hơi này, đừng có rớt xuống đây nha. Wow, thôi xong rồi anh em ơi. Oh my god, thôi xong rồi. Đây. Đây có cái nút này anh em ơi. Nào. Kích cái nút này, đi qua đường nào bây giờ? Không biết đi qua đường nào luôn, nhưng mà nhảy lên đây đã để cho ông đấy khỏi bắt được Thắng. Lèo, hay là đi vào cái cánh cửa mà ông đấy bước ra ngoài xa kia rồi anh em ơi. Đây rồi, Thắng đã thấy cái đường mà trốn thoát khỏi cái ông bác sĩ này rồi, đó chính là cái đường hầm này đây. Đuổi đi, có rồi thì nhảy lên đây. Giờ ta mới biết nha, ông đấy không biết nhảy đâu. Ông đấy chân rất là dài, chỉ chạy nhanh thì thôi. Âm thanh như quái vật ngoài kia, cái gì đây?
Thôi xong rồi, thằng Mãi nói chuyện với các bạn quá thế nên là thằng không đọc chữ ở trên màn hình người ta ghi cái quái gì rồi. Thôi thôi, bây giờ là cứ đi ra cái cánh cửa này thôi. Nhưng mà từ từ đã, ở trong rương người ta cho mở này, đã không có gì. Uầy, có ngày một thanh kiếm anh em ơi, trên này cũng không có gì cả. Bên này là không có gì rồi, chỉ có duy nhất một thanh kiếm thôi. Người ta có cái thanh kiếm rồi, không cần cái khẩu súng với cái lò xo này đâu. Ra ngoài. Uầy, có mấy em zombie. Uầy, nó vo đi luôn anh em ơi. Uầy, biến đi mấy cái con zombie này. Uầy, oh my god, biến à. Uầy, đông zombie quá, nhưng mà chỉ cần một hay là hai cái quật kiếm của thắng thôi là mấy cái con zombie nó nghẻ hết luôn. Nhắm vào cái vỏ chuối này. Wow, nhắm cái vỏ chuối này là ta bị trượt vào chuối và ngã đập mặt xuống cái cánh cửa này, đập mặt vào tường này. Thôi cất kiếm đi, không là ông bác sĩ nhìn thấy mình sợ quá lại không dám ra để to luôn mấy cái bẫy này. Wow, ông bác sĩ này lại còn hóa trang để thắng không nhìn thấy kia. Hô ở đây kiểu như tranh 3D đúng không? Đó, tới cái chỗ này mấy bạn mà không để ý này là mấy bạn sẽ bị rớt xuống đây ngay. Nên nhảy qua bên này nhá. Xong bắt đầu là nhảy qua bên này đây. Rồi. Nhảy qua bên này đây. Nhưng mà không được nhắm vào cái vỏ chuối kia. Nhắm vào cái vỏ chuối kia là kiểu gì anh em cũng bị trượt chân và đập mặt vào cái bên kia. Thế là toàn uầy. Bên này lại còn có cái hố to hơn, thế thì sợ rồi. Nhảy qua thôi, không có tuổi gì cả. Nhìn này, mấy bạn nhìn này, đang đi vô cái vỏ chuối này, nhìn này. Ngã. Đó. Ồ, cái vỏ chuối này thì không bị ngã này. Vỏ chuối này chắc là cái vỏ chuối giả rồi. Rồi bây giờ đi qua cái cánh cửa này, nhảy xuống cái hố này đúng không? Đúng rồi. Ở dưới cái hố này là không có lava lên, cứ nhảy xuống chiu. Vượt qua chướng ngại vật trong hầm ngục. À, thì ra đây là hầm ngục. Mình đang ở trong bệnh viện mà tại sao lại xác định hầm ngục như thế này? Đang ở trong một cái bệnh viện rất là hiện đại, nhưng mà xuống dưới này như kiểu thanh trở về 500 năm trước hay là 1 triệu năm trước. Rồi, bắn cái gì mà nhanh này. Qua. Qua là luôn. Ok, qua rồi. Qua đây. Nhảy sang luôn. Ok. Qua đây. Rồi, sắp này luôn. Thế là thằng đã qua được bên này rồi. Bây giờ là không đi được bên này đâu, mà là đi sang cái bên tay phải này. Uầy, mày chém cái gì mà sợ quá. Rồi, qua luôn đây này. Hai qua đây. Qua luôn nữa này. Một nè. Uầy, chuyện này thì lưỡi nó ra liên tục. Rồi, qua luôn. Anh quá anh em ơi. Bây giờ là gạt cái cân gạt này đúng không? Để làm gì đây? Để cái cánh cửa đấy nó mở. À, để cho cái lưỡi chém này nó không hoạt động nữa. Đúng rồi. Ok. Chạy qua cái đường hầm nhỏ xíu này. Đầu kia mấy cái rồi nó vẫn hoạt động cái kia. Thằng phải đi qua cái chỗ dây này, vượt qua chướng ngại vật ở trong hầm. Lại lên nào. Từ từ, mình chuyển ra cái góc rộng rộng như thế này. Ui, đừng có xẹt qua mình nha. Qua đây. Rồi, qua luôn, nhảy luôn nha. Không phải đi qua đâu anh em ơi. Ok. Lại vô cái sợi dây này. Uầy, tí nữa là trượt ra ngoài là to được. Rồi, qua luôn anh em ơi. Hay quá đây. Ok, còn một chiếc dìu cuối cùng nè. Lướt qua. Ok, nhảy qua. Hay quá, thế là qua được 3 chiếc dìu nguy hiểm rồi. Đã dìu nguy hiểm, lại còn rớt xuống lava rất là to luôn. Thoát khỏi mê cung. Ok, bây giờ mê cung đi bên trái hay là bên phải đây? Nó đã tên là mê cung rồi thì chắc chắn nó rất là rắc rối rồi. Đi bên trái hay là bên phải thì nó vẫn thế mà thôi. Thôi là tao sẽ đi. À, bên này có lửa chắc là không đi được rồi. Thôi, tao sẽ đi sang cái bên tay phải này đi. Bên tay phải này qua được không ta? Đấy, qua được rồi. Nó hẹp hẹp như thế thôi nhưng mà qua được đấy. Ôi, trong này có một bạn tù nhân này lại còn mặc bộ đồ bệnh nhân. Chắc chắn là bạn ấy đang trong quá trình điều trị nhưng mà bị ông bác sĩ sát nhân này bắt vô trong tù này, không cho làm ở trong phòng viện nữa mà cho làm ở trong tù. Không biết mấy ông này cứ bắt mấy cái phạm nhân làm gì, hay là cho cọp ăn thịt hay cho báo ăn thịt đây. Wow, bên này có bẫy này, cứ đi qua bên này thôi nào. À, phải không ta, hay là mình sẽ đi ngược lại thành hình tròn kia nhở? Thôi, thằng sẽ đi. Mấy bạn ơi, bên này vẫn còn một tù nhân nữa luôn. Bạn bệnh nhân này bây giờ, cái bạn bệnh nhân này mệt quá là cứ ngồi ở đây này. Thôi, thằng phải nhanh chóng thoát ra khỏi cái mê cung này để đi báo các chú cảnh sát, để các chú cảnh sát giải cứu hai cái bạn tù nhân kia, hai cái bạn bệnh nhân bị bất đắc dĩ biến thành tù nhân. Đợi, qua đây. Wow, qua được luôn nè. Mũi tên chỉ sau này chắc chắn là mình sẽ thoát khỏi. Ok anh em ơi, thoát khỏi cái mê cung đường hầm này rồi. Nhìn thấy cánh cửa kia chắc chắn là ta sẽ. Uầy, bây giờ mới trở lại cái bệnh viện này. Bệnh viện bị bỏ hoang. Không phải bệnh viện bị bỏ hoang đâu mà là bệnh.
ông đấy đã đuổi từ tháng rồi. Không phải là bệnh viện bị bỏ hoang đâu, mà là bệnh viện bị cái ông bác sĩ sát nhân kia phá hoại rồi. Cái màn này nghe có vẻ giống cái màn này, giống cái màn mà ở trong cái cánh cửa đốc đốc chạy khỏi cái con ma nhở. Wow, ông đấy đang ở đằng sau và ông ấy chạy rất là chậm luôn mấy bạn ơi. Ông ấy chạy chậm cả đâu là thắng chạy cực kỳ là nhanh luôn, nhưng mà cách xa rồi. Đến cái cánh cửa này là ok luôn, đóng cửa lại là ông ấy có đuổi được thắng đầu. Mới đầu cầm tay không đã không đuổi được thắng rồi, thế nên bây giờ cầm rìu thì đuổi làm sao được, cái rìu nó lạnh như thế. Tuổi dè, chỉ có mày lắp cái quả chân thành bánh xe hình tròn thì may ra mới đuổi được thắng mà thôi. Cái cây cầu này nó còn bị gây đôi nữa. Rồi đi lên cái cầu thang này, lên. Sao cái phòng ở trên này nó tối như thế này, chúng ta phải kéo đòn bẩy để vượt qua. Làm gì có cái đòn bẩy nào, chỉ có đi qua mấy cái tia laser này thôi. Đi qua mấy cái tia laser này là để kéo đòn bẩy lại anh em ơi. Được rồi, một cái đòn bẩy ở trong này và một cái đòn bẩy đầu kia kìa, thì cái cánh cửa ở trước mặt thằng nó sẽ mở ra. Rồi đi sang bên này nha, nhảy lửa lên, đòn bẩy bên này thì quá là dễ luôn, kéo nó xuống một lần, lần hai chắc chắn nó là ở phòng bên kia rồi. Chẳng nhẽ mình cứ chạm vào tia laser. Ui, ở bên dưới này nó còn có nhiều tia laser hơn, tia laser nó còn dày hơn, nhưng mà dày hay mỏng thì nó vẫn chỉ cần một phát thôi là nó xẹt mình là mình cũng toi rồi. Tia laser ở bên này nữa này, nhảy lên này anh em ơi, nào nhảy bên này nữa này, nào từ từ bình tĩnh, thôi, đi lên cái cầu thang này là được rồi. Xong bắt đầu là chạy sang bên này, nhảy lên mấy cái hộp gỗ này, xong bắt đầu là chạy sang này, nữa này, đấy. Cái đòn bẩy thứ hai hoàn hảo, cái cánh cửa nó đã mở ra, bây giờ chỉ việc là rớt xuống đây thôi chứ không phải là chạy qua cái đường cũ làm cái gì. Nhảy sang bên này nhá, bên này đó, nhảy sang bên này nữa này. Ui, cái cánh cửa này nó đã mở ra, vượt qua các nạn nhân của bác sĩ, tức là các bệnh nhân mới đầu vô đây rất là bình thường, nhưng mà gặp qua cái ông bác sĩ sát nhân đấy và bây giờ ngoài cứ bị điên điên này, mồm có răng nhọn và cứ há hốc ra kiểu như ma cà rồng, không phải đâu, kiểu như là cái ông bác sĩ kia kìa. Đừng có nhắm cái vỏ chuối đấy nha. Rồi qua bùi bên ấy, bạn dẹp ra cho mình đi bạn ơi. Nhảy qua cánh cửa sổ này, không phải đâu, không phải nhảy qua cái cánh cửa sổ kia đâu. Đừng Oh my god, thằng nhắm cái vỏ chuối tên là thắng bì. Chúng ta phải tránh xa những cái vỏ chuối này ra, chúng ta phải tránh xa cái tên sát nhân này đấy. Qua đây này thì vỏ chuối này tuổi gì nhảy sang bên này. Đừng bạn ơi sang bên này để đỡ nhắm cái vỏ chuối nha. Sang này đi sang bên trái đi. Bên phải, đừng có nhắm cái vỏ chuối. Rồi, không nhắm vào cái vỏ chuối là ok. Sang bên này, đừng im nha. Nó không vừa tới đâu, nó chỉ đi theo cái đường quy luật của bọn nó thôi. Ui, được rồi, có một chiếc grill. Nhưng mà toàn nó mất tiền đúng không? Bấm vào cái nút này để cho mấy cái cánh cửa nó mở ra. Nào, lên nữa nào. Rồi, bên này nữa này. Wow, bên này nữa, hay quá, bên này nữa rồi. Bên này nó còn dễ hơn cả bên kia nhá. Bên này là nó còn dày khít nhau, nó còn nhảy được qua. Còn bên kia có đúng cái chỗ lọt khe đấy là mai thì mới nhảy được qua luôn. Ok, thôi lên. Lại đi qua cái đường hầm này nữa rồi. Bây giờ mà ông ấy bò giống như kiểu là con Hắc Quốc ghi ra mà bắt thắng thì ông ấy cũng không đuổi được thắng mà đâu. Xuống dưới này, đây là cái phòng gì mà nhiều nước như thế này. À, hình như là thắng gặp cái bạn Solix lúc đầu rồi đúng không? Bạn Solix đúng không? Có phải là cái bạn này không? Đúng rồi, đúng là cái bạn Rock 16 rồi. Nhưng mà cái bạn này rất buồn cười, cái bạn này cứ đứng im một chỗ thôi, không chạy, không đi, không gì cả, nhưng mà lại còn nhanh hơn cả tháng à? Hay là bạn này là bốt à? Bạn đây là người chơi thực sự này, đang nhảy này. Ok luôn, hay quá. Được rồi, nhảy lên đây đúng không? Nào, nhảy sang bên này nữa. Xong bắt đầu là sang bên nào nữa bạn ơi? Biết cái bạn nhím này sinh ra để làm gì rồi? Cái bạn nhím này sinh ra là để giúp đỡ thằng đúng không? Nhưng mà bây giờ là nhảy qua kiểu gì đây? Nhảy thật. Ui dồi ôi, không phải đâu. Bên này nhảy chéo nha. Xong bắt đầu sang bên này này, nhảy chéo không cần chéo. Ok luôn, qua luôn, đúng rồi. Bạn đấy sinh ra là để giúp thằng, nên là thầy cũng đứng ở đây đợi bạn đấy. Ok, sang bên này bạn ơi, bên này xong bắt đầu sang bên này, thấy chưa? Ok, được rồi, bây giờ cả hai anh em. Wow, chưa gì mà chơi trượt cầu băng. Tốc độ tăng lên 180 km/h, lại phải đi qua, ui dồi ôi, lại phải đi qua cái đường hầm này. Xong bao giờ có gió nó đẩy mình lên đúng không? Đấy, khéo phải nói ấy, chỗ này là chỗ khó nhất luôn, bởi vì là cứ đi qua một cái ống con như thế này, xong bắt đầu nhảy lên nữa nè,
nhảy lên nữa này, nhảy lên nữa này, rồi nhảy lên nữa này, ui, lại nhảy nữa, lại nhảy nữa, lại nhảy nữa. Chỉ cần bây giờ rớt xuống một phát thôi là thắng lại phải chia lại từ đầu, nhưng mà không sao, thằng này qua được rồi, và cái bạn Sulik kia cũng qua được luôn. Thôi mình vừa chơi vừa đại thôi, đến chỗ này vào.